Chị, các bạn, xin chào các bạn học viên, xin chào những ad thủ, những người đang làm quảng cáo ở trên Facebook. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh và là giảng viên đại học, một chuyên gia về digital marketing, quảng cáo trên Facebook. Trong video này, video rất là mới, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị chạy quảng cáo hiển thị trên cái nền tảng Reels hay còn gọi là thước phim. Vâng. Thế thì chúng ta biết rằng là Facebook nó đã cung cấp cái tính năng Reels hay là thước phim để cạnh tranh với TikTok. Đấy, chính là cái tính năng video ngắn của Facebook. Và ngày nay thì một số lượng rất lớn những người dùng Facebook đang xem Reels ở trên điện thoại của họ. Đó. Thế thì khi mà họ xem các cái video thước phim thì có thể họ sẽ nhìn thấy quảng cáo của chúng ta và quảng cáo hiển thị ở trên Reels cũng rất là phù hợp cho các cái nhà bán hàng, những nhà quảng cáo với các cái mục tiêu ví dụ như tăng nhận biết thương hiệu, ví dụ như là tăng truy cập vào website, ví dụ như là tăng số lượng đơn hàng hoặc là nhắn tin, thì chúng ta có thể sử dụng là chạy quảng cáo mà ưu tiên vị trí hiển thị trên Reels hay là thước phim bằng cách nào. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái kỹ thuật thao tác. Đầu tiên là các bạn sẽ vào trình quản lý quảng cáo của chúng ta. Đấy, các bạn sẽ vào trình quản lý quảng cáo. Và trong cái phần chiến dịch ở đây, chúng ta thấy nó có 6 cái mục tiêu chiến dịch, đúng không? Mức độ nhận biết, lưu lượng truy cập, lượt tương tác, khách hàng tiềm năng, quảng cáo ứng dụng và doanh số. Thì chúng ta có thể chọn theo mục tiêu chiến dịch mà chúng ta muốn nhé. Ví dụ như chúng ta chạy tăng lưu lượng truy cập như bình thường, hoặc là chúng ta chạy lượt tương tác nhắn tin, hoặc là lượt tương tác hoặc là lượt tương tác với truy cập web đều được, hoặc là lượt xem video cũng được. Đấy. Thế thì cái sự khác biệt khi mà chạy trên vị trí hiển thị của Reels, thước phim và Watch thì là cái gì? Thì chủ yếu nó nằm ở cái mục nhóm chiến dịch và ở vị trí hiển thị. Thí dụ như là chúng ta sẽ chọn lượt tương tác, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta sẽ chọn chiến dịch tương tác thủ công. Chúng ta tiếp tục. Trong các phần tên chiến dịch hạng mục chúng ta chọn bình thường, cách mua đấu giá, đúng không ạ? Thử nghiệm A trên B hoặc là ngân sách Advantage Plus vân vân, thì chúng ta chọn như cái video tôi đã hướng dẫn, như những video tôi đã hướng dẫn. Đến phần nhóm thì chúng ta ví dụ như chúng ta muốn chọn lượt chuyển đổi, vị trí chuyển đổi ở đây là nhắn tin, đúng không ạ? Hoặc là trên quảng cáo của bạn. Đấy. Trên quảng cáo thì ở đây có thể là video hoặc bài viết, trang web, đúng không ạ? Trang web đây là chúng ta chạy chuyển đổi truy cập, đúng không ạ? Hoặc là tương tác ở trên trang Facebook để chạy tăng like. Vâng. Ví dụ nếu chúng ta chọn nhắn tin thì chúng ta sẽ chọn là nhấp để nhắn tin, đúng không ạ? Đấy, chúng ta chọn đến fanpage mà chúng ta muốn chạy, ok như bình thường. Đấy, ngân sách chúng ta đặt bình thường. Mục tiêu chúng ta chọn là tối hóa đa hóa số lượt cuộc trò chuyện, đúng không ạ? Ok, bình thường. Rồi. Trong phần đối tượng ở đây chúng ta cũng nhắm chọn bình thường. Tôi đã có hai video hướng dẫn cho các bạn cách nhắm chọn đối tượng rồi, rất là kỹ, super target hay là không super target, rất là kỹ rồi. Thứ mà chúng ta cần quan tâm khi nói về vị trí hiển thị trên Reels hay là thước phim đó chính là chúng ta chọn vị trí quảng cáo. Chúng ta chọn vị trí quảng cáo và chúng ta sẽ chọn vị trí quảng cáo thủ công. Chúng ta sẽ chọn vị trí quảng cáo thủ công. Và như ở đây chúng ta nhìn thấy chúng ta muốn chạy trên tin và Reels. Thế thì các bạn để ý đây chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tắt hết những vị trí mà chúng ta không muốn hiển thị. Ví dụ như là video, ok, chúng ta có thể xem. Video này chính là watch nhá, nó không phải là Reels. Khám phá Instagram tắt, trang chủ Instagram tắt, hộp thư Messenger. Nếu mà chúng ta muốn chạy ở đây thì chúng ta giữ,
Còn không thì chúng ta tắt vì chúng ta đang tập trung cho Reels. Còn sau này thì chúng ta sẽ chỉ chạy trên Messenger cũng được. Được chưa ạ? Đây, phần tin và Reels, tức là Story và Reels, hay còn gọi là tin và thước phim. Instagram Story tắt, Facebook Story tắt, Messenger Story tắt, Instagram Reels có thể để. Đấy, và đặc biệt là Facebook Reels thì phải để. Đấy ạ. Tiếp tục, quảng cáo trong luồng cho video và thước phim. Đấy, video trong luồng trên Facebook, quảng cáo trên Facebook Reels, cái này có thể để, nếu không các bạn có thể tắt. Bởi vì nếu các bạn chỉ đang tập trung vào Reels thì các bạn để cái này cho tôi. Đó, kết quả tìm kiếm tắt, ứng dụng và trang web tắt. Rồi, như vậy toàn bộ chiến dịch quảng cáo của chúng ta, toàn bộ chiến dịch quảng cáo của chúng ta hiện nay chỉ dồn vị trí hiển thị vào một là bảng tin video trên Facebook nếu muốn, còn không chúng ta cũng có thể tắt. Đấy. Thì trong bảng tin new feed thì gần như chúng ta nên sử dụng. Đấy, chúng ta nên sử dụng. Và chúng ta sẽ dồn toàn bộ ngân sách vào các vị trí hiển thị của Facebook Reels, quảng cáo trên Facebook Reels, và có thể sử dụng Instagram Reels nếu như các bạn muốn lấy khách từ Instagram. Còn nếu các bạn không muốn nữa, các bạn cũng có thể tắt. Đấy. Ok. Thì cái phần này là cái phần mà tôi muốn các bạn thử nghiệm tập trung, là bán hàng chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook nhưng mà hiển thị ở trên Facebook Reels, hay còn gọi là thước phim. Đấy. Vậy thì những cái sản phẩm gì các bạn có thể làm? Ví dụ như là thời trang, đúng không ạ? Ví dụ như mỹ phẩm. Đấy, các bạn có thể quay các video ngắn đẹp, hấp dẫn. Đấy, ví dụ như là biến hình, ví dụ như là thay đồ, ví dụ như là 7 ngày công sở, ví dụ như là cô nàng ngổ ngáo, cô nàng công sở, cô nàng chăm chỉ, vân vân. Sau đó thì chúng ta chạy dạng nội dung video hoặc hình ảnh tùy. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ hiển thị ở đây. Cái bí quyết của cái bài này đó chính là chúng ta sẽ tập trung vào vị trí hiển thị trên Facebook Reels và Instagram Reels nếu muốn. Và sản phẩm chúng ta cũng chọn các cái sản phẩm và dịch vụ phù hợp. Và tiếp theo là nội dung quảng cáo thì chúng ta cũng chọn nội dung quảng cáo phù hợp. Bởi vì khi mà chúng ta chơi trên Reels thì chúng ta thấy là nó sẽ có những cái sự khác biệt đáng kể. Ví dụ như là chúng ta làm hình ảnh dọc, hoặc là chúng ta làm video dọc, chúng ta làm video ngắn. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ chọn đến bài quảng cáo và chúng ta chạy quảng cáo như thông thường. Có thể là chạy truy cập web, có thể là chạy bài viết, có thể là chạy nội dung như thông thường, và chúng ta tiến hành đăng quảng cáo, chạy quảng cáo, được chưa? Thì tất cả những cái bước mà tôi đã hướng dẫn thao tác chi tiết cho một chiến dịch thì các bạn có thể xem lại những cái video trước của tôi. Video này thì tôi chỉ hướng dẫn nhanh về việc là các bạn chạy quảng cáo và tối ưu quảng cáo trên cái nền tảng là Facebook Reels. Và bí quyết của nó ở đây chính là việc này: chúng ta tắt các vị trí hiển thị, và chúng ta chọn sản phẩm phù hợp, và chúng ta chọn media phù hợp, hoặc là chọn landing page tối ưu cho nó khi mà chúng ta chạy trên Reels. Và các bạn có thể thử nghiệm xem sao để mà các bạn đánh giá được và so sánh được cái kết quả. Đấy. Hoặc là các bạn cũng có thể là phát triển kênh Reels cho fanpage của mình, hoặc phát triển kênh Reels cho Facebook cá nhân của mình. Sau đó thì các bạn chạy quảng cáo, hiển thị cái video đó để ăn đề xuất, để được Facebook nó cho hiển thị nhiều, thì cái video đó cũng có thể được viral. Và khi được viral thì chúng ta cũng sẽ làm cho cái kênh của chúng ta, cái fanpage hoặc là cái kênh Facebook của chúng ta cũng sẽ được có nhiều người xem, nhiều người theo dõi hơn. Và từ đó thì chúng ta cũng lại tiếp tục bán được hàng, bởi vì chúng ta xây dựng được thương hiệu rất là tốt, đúng không ạ? Vâng. Và nếu như các bạn có cần sự trợ giúp gì thì các bạn hãy liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Đây là thông tin cá nhân của tôi rất là đầy đủ đây. Website pamarketing.vn, Facebook Phan Anh Online, số điện thoại là 0989 623 888. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.